Trần Sơn, sao đến giờ này anh mới tới? Tôi đã rượu ngựa âm thầm trong sương sớm. Đường xa nó tới muộn, mong tiểu thơ hãy thứ lỗi cho tôi. Sơn ca, em ghét anh ghê vậy đó. Tôi có làm gì phật ý tiểu thơ? Anh còn hỏi nữa, anh ác lắm. Tôi ác? Nhưng mà tôi ác hồi nào tôi không hay gì kìa. Thôi đi, anh đừng có giả vờ như không hay, không biết. Anh cứ bắt người ta phải nhớ, phải thương, phải sầu, phải khổ, và phải mong chờ. Mừng cho chim nhỏ thoát bao nghi nan, em ơi anh vẫn
nhìn em lệ càng tuôn chảy, nhưng anh biết phải làm sao trước tình cảnh cay ngang, phải đành cam chịu ôm bao đau thương mà thời gian qua lòng anh thương nhớ, biết bao giờ quên kỷ niệm xưa, nhớ chẳng hôm nào mình bên nhau, tay trong tay anh vẫn yêu, dù ta không còn gần gũi bên nhau, dù biết chờ đợi chỉ là hoài công, nhưng anh sống tình em qua kỷ niệm êm đềm. Nhưng gặp gỡ làm gì thì phải ly tan, tình chưa trọn vẹn thì đừng nên dương chân. Sơn ca ơi, có gì đâu mà anh phải buồn lo sâu lắng, để em phải bàng hoàng trong giấc ngủ chim bao. Xin mời. Hết rồi. Dạ mời quý vị hãy xem vở cải lương được mang tên Nhụy Kiều Tướng Quân. Nàng Trinh, nàng định đánh thế sao? Nàng không thương tiếc người dân bản làng thế sao? Ta biết rằng ta đây thương tiếc nhưng các người phải biết bao cánh tang thương, tôi hết sức hơn cấm nhưng phải nén căm hờn. Lương thực của ta đâu đủ sức để nuôi quân đánh giặc. Ba cây lúa đêm cộng với năm cây lúa vàng, giỏi lắm là nuôi nghĩa quân cỡ khoảng được 2,000. Trong vòng 8 tháng hoặc là nửa năm, đất chung này trống trải khô khan cằn cỗi. Giặc có thể đem quân bao bọc buông về phía bắc, phía tây sông nước đổ về, không có một nơi nào ta đặt được na bay hầm trong. Nếu ta nóng lòng đem quân ta ra giao chiến, giặc của vậy ta sẽ thiệt hại khôn lường. Nói như vậy ta hàng giặc hay sao? Để chúng nó tự do mà tàn sát dân lành. Hèn à, không, ta không bao giờ ta hàng giặc, vì ta sẽ thắng và sẽ thắng ngay ở trong trận đầu. Chị Trinh thương anh em như một áng mây mù, làm Trinh nàng có cách nào chỉ dẫn cho anh em? Đó, một dải núi cao vô cùng lợi hại, vào nơi ấy mà rèn quân luyện cày. Nếu như vậy ta rời xa làng bạc, cài đốt nén hương tàn cho mộ mà ông cha. Xa quê hương cũng chỉ vì bản làng, để cho cuộc chiến này khỏi đỡ tốn máu xương. Quá một thời gian mới đủ sức giết thù, đủ sức thề ở các biển khơi cởi ách nô lệ, chứ không quyết cúi đầu làm tì thiết cho. Thưa nữ chủ, Lê Quân, sao hôm nay Lê Quân thay đổi cách xưng hô làm cho chúng tôi vô cùng sừng sốt? Thưa chủ tướng, Lê Tướng Quân từ thổ ấu thơ, chúng ta cùng chung một thầy, cùng chung một đường gươm mũi giáo. Lê Quân vẫn thường gọi Trinh này là cô Út sao bầm nhất. Chuyện cũ ngày xưa xin đừng nên nhắc lại, khiến lòng tôi uất hận khôn tan. Giờ đây chuyện gian sang xin ký ở tai nàng. Thù nha, thù dân tộc nặng gánh.
Triều Tiên công nửa đường gãy gánh bỏ biết mấy công trình nơi đất quân an. Hôm nay Lê Minh tôi xin vòng tay cùng cô Út và nhân dân ra sức dẹp xăm lăng. Thay thế anh mình à, xin hãy dẫn cho tôi sao trước một lời thôi. Xin có đất trời xét soi, ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thề à, trước vong linh của người chủ tướng anh hùng bằng tất cả tâm chân tình, bằng máu nóng trong tim. Lê Huynh vì bởi lẽ đâu Lê Huynh xúc động xin sao à, trước tòa ngọn mù những bí ẩn trong lòng của người anh đầy mến thương. Thưa nữ chủ, còn đây là lá quyết thư toàn bộ kế hoạch, xin người hãy nhận cho tôi. Khi nào tan bóng giặc thù, lời ta từ bạn hiểu lòng tôi. Lê Tân Quân, mời Lê Tân Quân hãy đứng lên. Trả hàng sáng trái giặc cả, xin dân. Lê Tân Quân, vậy thì ta mời Lê Tướng Quân hãy ngồi xuống đây. Dạ. Lê Tướng Quân cứ ngồi đi. Dạ thưa nữ chủ. Nếu đã gọi ta là nữ chủ tướng thì ta ra lệnh cho Tướng Quân phải ngồi. Dạ nhớ. Cho đến khi nào có được lệnh của ta thì Tướng Quân mới được đứng lên. Nghe rõ chưa? Xin dân. Lê Tướng Quân, Tướng Quân ơi dần lại của non sông. Dạ thưa nữ. Dạ. Trong lúc khó khăn nguy biến có gian nan số già anh hùng nói Lê Minh tôi xin đa tạ tấm chân tình của người chủ tướng. Giờ đây Lê Minh tôi xin bái biệt. Khoan, Lê Tướng Quân, Lê Tướng Quân hãy chờ ta trong chốc lát nha. Xin dân. Lê chia tay dân người trai ly sổ đau đây non sông đang chờ ngày đầy ước mơ toàn dân sinh ghi nhớ cho cầu tiếng ai lên đường lời vàng xin ghi nhớ trên đường xa mang vàng
bao lâu. Lê Minh tôi xin thề rằng mang chí công về trên quê hương yêu dấu. Gió cầu tiếng người sùng sục xoay tôi xin thề trên anh thép xin thề trước ngàn vạn sinh linh đứng lên gìn giữ nước non này. Đưa tiễn một người đi đi vào nơi hiểm nguy bên men rượu giới đây. Tôi xin thề bằng danh dự tích thảo luyện gương chờ ngày quốc khởi đánh đổi xâm lăng ta lấy lại cơ đồ phúc lên đường nghe rạo rực cả tâm can. Tôi sẽ cắt đầu thù và tế trước linh hồn minh chủ. Đây Lê Minh tôi xin bái biệt. Bái biệt. Bái biệt. Là hết. Hết rồi. Quá trời hay luôn. Cảm ơn anh. Quá trời, quá đặc. Nhớ xe lại cho tụi. Đó quá được. Được không anh? Quá giống. Trời ơi. Bây giờ là không cá thử luôn. Nữa mà cá thiệt cá luôn. Cá thiệt luôn. Cá đi. Ừ, cá luôn nha. Đi chán luôn. Vô hiền cái trời. Rồi. Đơn nhị ca ơi, khi nghe hùng tinh nhị ca đà thoát khốn, thần nào sơn hẹp quay ngõ trở về đây kia. Giữa pháp trường các buổi mất mù bãi quân đau khổ sắp ra tay hành quyết lá thanh. Dạ. Hãy để anh cạn phân đừng chiếc quan một tráng hào kiệt. Hãy nghe lời anh đình thủ ba la
anh. Quá giống. Hay quá. Thôi rồi, một lời gớm đã đánh mạng anh. Đang nghĩ cái còn đâu nữa. Một thời gian dọc đã biết vậy. Dùng cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa mình cùng nhau thề cấu chỉ ngã em đâm. Dù cho tới sân quyết vẹn lẽ kịp tầm. Sống giữa cầm
vội vàng, chân vội vã bước nhanh. Chén rượu cần em mang đến mời anh, tiệc đơn sơ nhưng tình rất đậm đà. Kể từ ngày anh đi chiến đấu miền xa, tính đến nay đã bốn mùa lá đổ. Anh chiến sĩ ơi, anh nghe anh thấy lòng sao hả? Có thấy gì đâu. Trời ơi, tôi có hai người mà không thấy gì trơn rồi á. Trời tối quá, rừng núi không không thấy gì hết. Không thấy thiệt luôn vậy hả? Thôi em buồn dễ sợ. Con chim sáo trên cành đa trước ngõ, cùng cất tiếng hót chào anh người chiến sĩ yêu hùng. Nhạc xưa sương gió giang hồ.
Quanh ơi anh nhận tưởng kiếp sau mình mới tròn duyên hương. Nay em về đây thọ báo ước nguyện, hãy đến bên anh với bao niềm thương nỗi nhớ. Hãy đến đây em cho âm lại tình xưa, cho chiếu nặng ân tình. Vẫn còn hơi ấm trong ta, dù chẳng gỡ hôm nay sao quá muôn màng. Nay em về rồi mình bên nhau mãi mãi, ôm lại lỡ hồng bên tiếp lành tàn cho. Khổ nhiều rồi đừng khóc nữa em ơi, hai cô quên mà vui sống hết quãng đời còn. Mình đấy. Mẹ đã về rồi hả ba? Như vậy là mẹ đã về với cha con mình hả ba? Mẹ con vẫn còn sống đó con. Mẹ! Trời ơi! Trong giấc mơ, trong giấc mơ, con của tôi vẫn còn gọi mẹ. Con ơi! Mẹ đã về đây con ngủ. Mình đã chết chỉ thương cho con trẻ, chỉ thương cho con trẻ có điều chi nên tội mà phải chịu đọa đày trong kiếp sống ngắn sự. Nhưng ơi một lời này em xin đơn ta, không vì con mà anh đã chịu nhiều đau khổ, là tâm đã phai nghĩ vàng đã hóa, tình đã phai nghĩa con chưa. Mãi mãi trong tim anh em vẫn là người vợ hiền, chung thủy là hơi thở im đềm là ánh sáng bình minh. Lá xanh như lá xa cành để cây thương nhớ cành ta vô già. Già đem rồi thương tiếc mấy quanh nơi, gương xưa nay đã liền đôi, đón mùa xuân mới hương đời nồng say. Bắt đầu em hát nha Long. Rồi hát đi. Chỉ được tu tài mày làm cái gì mà thập thò ngoài cổng đó? Mày muốn tìm ai? Mày kiếm ai hả? Tao không có chỗ đi, tao không có chỗ đứng hả? Mà tao cũng không có chỗ ngồi. Cái gì vậy? Tao đến đây
Tao nhậu được không mày? Thì anh... ok. Mày anh Hùng không? Mày là thằng Bình. Anh Hùng. Bình. Anh Hùng. Trời ơi, Bình ơi, tao nhớ mày quá Bình ơi. Anh Hùng. Ủa, sao mà cái thân thể anh hôm nay tàn tạ như thế này vậy anh Hùng? Anh nói tôi nghe đi. Anh, nhưng mà anh về Sài Gòn này bao lâu rồi? Tao về Sài Gòn, tao về Sài Gòn để tìm lại mấy ông gia đình. Trời ơi, hai ơi, mấy lá hoa cò thăng sớm nhỏ hoài ô đã tan quang gì còn đâu nữa, về một phương trời nào sống chết biết ra sao, cho nên tao mới lê tấm thân quê đi khắp thành nội ngoại ô tìm kiếm cho ra vợ con đốn khổ. Tin tưởng rằng hình ảnh của em và con vẫn sống mãi giữa tim anh.
mừng cho vui hai tình thương qua hai kiếp sinh lạc này. Trốn lính nằm queo, còn em thì đảo tần mua bán cực khổ mà vui. Anh nằm queo mang tự do hạnh phúc bên cạnh vợ hiền và một đứa con ngoan. Hương ơi, em đã khóc nhiều rồi. Hôm nay không có thấy giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mắt em không. Anh không đồng hành hoàn cảnh, mà anh phải trả thù. Anh hy sinh thân xác này để chuộc lại linh hồn của em trong những ngày thơ mộng cô. Dù cho em đã làm gì hiện tại ra sao, thì anh vẫn yêu em. Chồng cũ và hình ảnh đứa con thơ mà mình đã chung sống bên nhau trong quá khứ thì nó phải thuộc về nhau trong hiện tại. Em mày là vợ hiền, là lẽ sống của đời anh. Em đã ngự trị trong trái tim anh ngay trong những giờ hắt hối, thì hôm nay trong cuộc sống xin em đừng bỏ. Đừng bỏ anh một mình chơi trái tim thấm máu và một mối tâm hồn. Ta hát thằng Giá đâu rồi? Dạ. Ta hát thằng Giá đâu rồi? Dạ, con ngủ rồi ông Hương Vũ ơi. Làm mặt giùm cái đỏ đè đi ngủ trơn trời mày. Đêm nào ăn trộm nó cũng dình à. Mà đêm nay là tối trời, tụi mày ăn nhậu ngủ cho dữ à. Nghe tao dặn nè. Dạ. Nghe không? Ông không nói sao con nghe? Nghe. Ông nói con mới nghe. Nghe thì hãy ngoái hai cái lỗ tay, mà nghe tao báo đây, cả hai đứa chúng bay. Kìa thì giác đêm nay tao dọn về uống mấy chén hơi say, bay cánh chừng cho tao ngủ đến sáng mai. Dạ, sáng mai rồi con ngủ. Cũng đủ rồi, ăn ướt xong chắc là được ăn với ngủ. Mày ngủ rồi ai thức để mà canh? Ăn trộm nó vào lấy hết đồ của tao rồi sao? Thức anh quét rồi nhau kẻ củi phơi khô cánh tay nó tay nấu hoặc cầm chẳng nghĩ chưa chẳng có cơm chiều hết đêm nay chắc chẳng đêm vô.
trời ơi. Nói nghe mà nó có nghe đâu. Con nhậu say sỉn nó ngủ mẹ hết trơn rồi. Chừng thức dậy nghe chó sữa ngủ thì quần áo vàng vòng tiền bạc của tôi nó lấy sạch hết. Bao nhiêu năm làm chồng tôi chỉ vơ vét được có bấy nhiêu thôi. Rồi đây thái điền sẽ nghèo, thái điền sẽ nghèo mát riết thôi chứ. Làm chồng sau đó tôi mới đi tìm thủ phạm đến nhà thị hết. Thấy bà chữ đồ ra tôi bắt kiện lên quan huyện. Không biết ông cố nội quan huyện này ông xử cái gì á. Ông xử cái gì mà quần áo vàng vòng tiền bạc của tôi lấy sạch hết còn kêu lễ cũ đe chùm sơ quất ba mươi heo. Trời ơi tôi mập như vậy mà quất ba mươi heo làm sao em sống nổi. Tôi phải giả đò tôi chết. Ông cố nội ngồi trên cao thấy tôi chết thì kệ mẹ. Lễ cũ đe chùm sơ quất ba mươi heo nữa. Tôi mới lờn còn ngồi dậy nó chưa chết đâu ăn. Quang ơi đáng lý ra là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng mà suy nghĩ lỡ thay điền có chết đi rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, tiền góp không ai thu. Mày giàu quá không? Thấy vậy khổ lắm quá. Phải không? Bỗng nghe tiếng quát nạt của quan hùng sò mới vội vàng trở lại. Sao mày không chết thì mày để cửa lại cho tao. Quan ơi vỏ sò tuy cứng nhưng nó sẽ mềm nhũn như trái dừa. Giật mình mày. Gà nó chín rục nó nứt da nó đổ hột nó nát mấy mẹ rồi ăn uống gì nữa Quang ơi. Trời ơi vậy mà chẳng chút xót thương nợ đánh cho nó bập dập như tương rồi bị người ta hốt bỏ. Bởi lời tụng quà nói chẳng sai khi thương thì trái áo cũng tròn. Yeah, trái bồ hòn nó cũng méo. Phải chi mà sò có cặp mày lá liễu bén ngót như dao đôi mắt lông lanh xinh xinh như dành mỗi ngọc thắt. Thì bóng của sò đâu có nổi dòng xanh dòng đỏ mà không một ai tối. Bổ lắm quá. Em đâu có già hồi đâu quá. Quang nói sao? Cái gì không bằng sợ lông chân. Con giàu là dễ lắm sao? Con phải đổ mồ hôi sao con mắt dắt dài ra nước còn cho đại đấu ăn ăn hút rồi. Có chính quang kiếm thêm quang nữa thì chẳng dụng. Chứ phải nào góc là hố gì của ai. Khuya nè, dậy sớm ăn uống qua lo mà tiền công thì thiệt nhẹ. Giờ bạc 30 tôi cho gia nhân đất không bị ai giật lăn. Từ đó tôi vẫn tích lũy mà tao nhà tao đất gì tiền ngủ
mắt mà không hỏi chủ mấy giờ. Anh Thái Điền anh điềm chỉ, cho nên anh nhìn kỹ coi có phải em không. Anh đâu, anh coi có phải em không. Y chang như Lý Bình An vậy hà. Trời, anh Thái Điền anh nói vậy đó. Anh Thái Đường mà cũng nói đúng quá ha. Thì bởi vậy có đôi mắt nhung tâm tấp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ. Giờ tan mặt em ta nói nó hiền, hiền như bông bưởi đang nở trong ba. Còn em á thì em thứ sáu. Chết ba khen giúp em anh thiệt hay là nói cho vui vậy anh ba? Dạ cô Sáu ơi, bấy lâu nay văn kỳ thân bất kiếm kỳ hình, giờ gặp là mới liền ha. Anh nói thiệt không, anh mê ai, đàn bà hay là con gái? Ôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò má dài của... của ai? Của bà má bài. Nhờ có bà má bảy. Anh ba ơi, con gái như Hạnh làm em nó thiệt tình vậy đó bà. Tôi thì bụng miệng sao nói ra làm vậy mà cô từ buổi cãi cô xảy qua buổi cà hoài vậy hả? Trồng đậu cây lúa có tốt không vậy mà. Vậy anh nghe em nói nghe. Qua mai gọi trắng gọi đào vàng mơ ruộng lúa qua màu vương nắng. Mình hạnh phúc mong quê em, thay trời đôi đất cho trọn niềm ước mơ. Cô Sáu. Dạ. Cô Sáu có nhìn kìa cô Sáu. Dạ thấy gì đâu anh. Anh đâu thấy gì đâu. Trời ơi, thấy đường mà kêu dòm nữa ha. Men đất dài đường cài như con cô má hồng mà lòng kéo sơn. Gió đưa nè, gió đẩy mầm lên. Từng khen mà em mắc cỡ. Mắc cỡ gì? Từng kem là hay mắc. Sày bả quở à. Vậy hả? Này á, gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà em không nói thì sợ anh bảo con nhỏ nó hay làm le. Tôi khó tánh lắm mà, ai mà hỏi mà không nói là tôi giận luôn á. Thiệt không nè? Thiệt chứ, anh Thái Điền. Chớ còn ở đây nói chuyện với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Dữ vậy cô Sáu. Vậy anh ba vô nhà em chơi nghe. Tươi sống xuống đầu em về. Cô Sáu nói vậy tôi không tiện cô Sáu à. Cô Sáu à. Dạ. Cây có gốc mà trổ cành xanh ngọn. Tôi muốn
tôi, chứ cô chọn cái nghĩa mới quen. Ý trời à, anh nói gì mà em không hiểu à. Thôi để em đi tưới đầu kéo qua trưa rồi. Anh ba vô nhà chờ ngồi chơi với anh Thái Điền nha. Em đi nha anh ba. Sáu à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút. Mà hỏi cái công việc cô sản xuất thì một lúc cũng xong thôi à. Ý, đâu thế có được mà. Nè mà. Má em phải là chết á. Chuyện em làm thì xuống em hiểu. Chớ lỡ đây tiếp chuyện với em ba hoài. Chứ cả cuối heo hết anh ba ơi. Bà con nghĩ hẳn sẽ chê cười. Chết khô vì đứng nói chuyện với anh cả buổi. Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương này đổi mới. Làng sớm miên vui loạn mãi muôn đời. Cảm ơn cô Sáu nha. Lời cô là yêu sông xanh tươi sắc lá xanh trong lòng. Vậy đó hả cô Sáu? Vậy thôi cô đi tưới đậu đi. Mây đẹp lắm mây ơi, mây trắng quá như tình.
trời quá đất rồi, quá hay rồi. Những cuốn giặc đã càng qua thôn xóm, lửa bão ta thiêu đốt mái nhà tranh, giường áo nhỏ gót giày đứng dầm nát, anh quyết đứng lên để bảo vệ quê mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dù còn dù mất tôi chẳng kinh nể tí thương. Con người thì tâm tận tùy trái đồng bào còn lời lẽ nào nữa em hãy nói nữa đi, em hãy nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng. Tìm hiểu như cách như qua nhớ khóm phong lan xưa, lần về ngõ trúc như canh em nhớ mùa xuân quay về xứ cũ. Thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ thơ ấu của thuở hồn diễn cùng tung tăng đùa giỡn trước sân trường. Ngôi trường xưa của làng quê đại ngài ngồi lưu luyến vô cùng, vì ở nơi đó có hai tâm hồn bé bồng nhà cấn kề kỷ niệm rất thâm sâu. Rồi lên Sài Gòn theo chung hồng xa quê, nhưng lòng vẫn nhớ về quê hương ngọt ngào dòng sông Hầu. Gió trướng về hơi lại nhớ thương, nhớ khói sương mù của làng quê đại ngại. Cái làng quê đại ngại giờ đây đã không còn nữa. Mấy năm tháng rồi anh xa quê, anh trung học ở Sài Gòn, anh có một lần về quê. Một mùa bài trường năm đó tôi trở về quê thăm lại bạn hiền xưa, nhưng ngôi nhà xưa đã thay đổi chủ, còn bạn thân thương thì đưa bạn đến phương nào. Trả lời anh chỉ có sống trường gian vô nghĩa gì nào. Trở lại Sài Gòn chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa lìa đèn sắt. Tôi không muốn làm mồi cho bom đạn, đi lo lót tiền để làm cảnh sát để được yên thân. Gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng, nhưng hiểu thì một bề hờn khiến lòng tôi tê buốt tờ. Giáng khôn khôn
mối mộng thắm qua đầu. Có phải chăng nàng là hằng ngã giữa lầu xa vậy thì nàng hãy đến bên ta để ngã vào vòng tay của một vị vua đang say mê ngây ngất, và hãy bố thí cho ta tình yêu của thuở ban đầu. Xa đi ta đang chờ đợi đông nàng đây chỉ một
lần thôi. Thì nào ai đâu biết nơi, cớ nhẹ khăn đen cho mắt đẹp mà buồn. Thôi người ơi chớ nên gian này, đời trường đời con nó dây bánh khăn đen, chớ chiêu ai bài hồng nhan xót thân đau buồn đành chia cách bờ hơi quân dương. Nàng là nàng ơi có biết tình này ta gắn bó mở xa đi, nàng ơi ta đang chờ ai này quân dương, chớ nên sai lời ban truyền. Lục hoàng cung nào làm cho tình ta ngang trái, không được cùng ai kia má đưa dài kề. Đừng quan hận hỡi quân dương, đời cung phi còn quan hận cách trăm lần. Mấy vạn mấy trăm cung tần đành tan nát cuộc đời con gái, ngàn kiếp u hờn tình hận thâm cung. Đừng gian này, đừng đụng mạnh khăn đen, lúc bảo tàng đã chiếm chết cuộc đời con gái. Cái lại lên mai là thay ai bài điều ngang trái, hỡi quân dương nghe đây tiếng nói cung trần. Nàng xuân ủi đêm tà một giấc mơ say, nàng xuân ơi trăm miêu nàng mà nàng hơi có hay. Những khúc cái là mở sông là phản điều cũng cấm, giết nàng chăng trời ơi ta bao nợ. Giờ này em ở đâu? Ca su Phước nhé, Độ Phước. Biển xanh
có anh nơi phương xa, tiếng hát chơi vơi như nhắn bao lời, mà nào tìm thấy mong em tôi nơi đâu. Chúng mình xa nhau ơi, người ơi. Nhớ thương em nhiều, những lòng biết gửi về đâu. Điều tâm sự muốn gửi đến em với tất cả tâm tư, để cho em hiểu được lòng anh trong những đêm dài xa vắng. Nhưng vì hoàn cảnh trái ngang đành lạnh lùng chua xót, nuốt lệ làm vui để xóa trong tim một tình yêu thơ mộng, để cho em sắc son cùng chồng mãi mãi, và để cho anh đóng tròn vai một người anh cao cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dần yêu em và yêu đến muôn đời. Kể từ hôm nay mình tạm chia tay, còn gì đâu ngày xưa ấy, càng thương nhớ càng đau xót ôi nỗi chi. Tình chia ly cho nên buồn chớ nâng sâu, dù bao gian khổ lòng vẫn chung lòng. Quân sĩ, dạ, hãy giam cổ Thạch Xuyên vào trong ngục tối. À, Khắc Thiên Kiều, anh chưa xa. Có xa đây, để xa nói cho Kiều nghe. Nếu A Khắc Thiên Kiều không trở về ngục tổ, thì tên cổ Thạch Xuyên này sẽ bị cực hình thê thảm nhất. Không, em không về Mông Cổ. Em không về Mông Cổ. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời ta nô lệ, thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê. Kiều, tại sao lại khóc? Không biết nữa, chắc là em đã yêu rồi. Em đã yêu rồi à? Ở trời.
thật rồi, hết thật rồi. Em yêu một người xa lạ. Một người xa lạ. Gặp chưa? Mới lần đầu anh. Mới lần đầu mà em đã yêu. Trời ơi. Anh chú Sa. Hết thật rồi, hết thật rồi. Anh chú Sa làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Mà anh muốn nói với em một điều, bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã buông màn rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm. Mình đã một thời chất chiều, trong tuổi còn thơ hồn yêu, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì. Có phải em và người ấy đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta đã ngỡ ngờ và xem em là kẻ lạ. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, chỉ còn nhiều đau. Gần gũi tất gian mà như dạng ly quang sáng, tình tâm đến nên tình đành tuyệt vọng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng em đang bao đồng nơi bời. Thiên kiều ơi, bóng dân chiều nay lo sợ như đánh mất một cái gì mà mình yêu quý. Một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người xây lắm mộ cho anh. Con, trước khi con xuất giá theo chồng, con có đôi lời gì nói với ba mẹ không con? Nói đi. Nói gì con? Thường bảo con thân gái đục trong.
lựa cho con rồi, biết rồi hay mai một ngày kia con xuất gia theo chồng. Bà. Nuôi con không lớn, mẹ đâu mong gì, con nuôi lại mẹ. Đúng rồi đó con. Chỉ mong sao nở duyên con suôn sẻ, tròn đạo dâu con và duyên con vợ làm sao thông thương cho được. Con của mẹ nay trở thành con người khác, biết có được cưng chiều hay cực khổ lắm đông. Con nghe không? Mẹ con nói ba đức từng đoạn ruột nè. Ông anh đi nghe con gái nè ngoan. Hãy
những buổi chiều về tan bụi trời. Em còn hoài dòng bóng người. Anh hứa với em khi tuổi mình nên duyên thì một lá trầu xanh cũng nên dở nên trồng. Cao thân trầu xanh sẽ thêm đường thêm nồng. Buổi sáng tinh sương em gánh trầu ra chợ trên con đê dài thăm sợ nắng chàng làm héo lá trầu xanh mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền gái mắt kiếm tìm giữa buổi chợ đông lỡ duyên hẹn hò tình duyên. Rồi sao nữa? Nói tiếp tôi nghe đi hai cô bán trầu xanh. Nhưng rồi một tháng buồn con sắp chờ bán thương trầu xanh em chờ đợi bạn chung tình. Oh,
Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, nhớ chút kỷ niệm ban đầu tôi quay gót trở về đây. Để làm gì? Để nói cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện đau thương của kẻ sắp đăng trình. Hôm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cũ, thì mấy người con gái đã sang sông. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiễn mùa thu và một giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào bà có dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi sẽ ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như loài chim buồn lạc lõng giữa đêm sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà có chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề non hẹn biển, thì xin bà hãy quay về dùng kỷ niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Giọng nói như nghẹn ngào nức nở, chắc chuyện ban đầu của hai đứa vừa mới yêu nhau. Ông ơi, có phải chắc ông là kẻ đã xa đi và bỏ lại sau lưng một nỗi buồn trống lành? Ông là ai? Bà ơi, giấy như tôi với bà đã cùng chung hẹn ước, thì giấc tận hưởng một cuộc đời vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vui đầy hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặm trời cao không bỡ ngỡ mộng sông hồ. Để cho bà được bình yên lên kiệu cưới. Không, đó là quyết định của sư mẫu, thì làm sao em cãi lại lời người cho được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương thì cũng đành xa biệt, mộng mi nào rồi cũng tan cuộc giữa cánh sương. Thì thôi, đường bà đi, cùng đường tôi bước, chẳng gót quang hàng một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên truyền đồi có lạ, để lắng nghe chim quyên rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà bình yên bên cuộc sống, bên cạnh chồng và những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, mộng sông hồ sẽ vùi lấp bước chân qua. Đừng
đôi ngã từ đây đời nhiều việc trọn đời hai đứa phải xa nhau. Nghe mùi lòng dương thank you.
thần lo tiếng nhạc cung truyền trong im lặng. Vì thần đó lũ hồ ly đó nay chúng đã bỏ ta để trở về nơi hang cùng núi thẳm, chỉ còn có ta với chiếc rủ nhạc mùi hương. Đây chiếc rủ cuối cùng kể tiếp cho ta nghe. Ôi một vị vua vô đạo như ta, chết thì thất lễ với chư hầu, chư ba ngày cảnh lầm than cho ba tánh. Rồi đây khi ta trở về nơi ẩn cảnh, ta có mặt mũi nào để nhìn cho biên dương kia? Sao bỗng dưng đất trần đã nổi lên màu tan tóc thê lương đỏ? Có phải chăng là hồn quán của thợ trước tái ta hiện về để đồ mang ta chăng? Cao thăng môi hai chân dầu nổi lửa, để cho quá nhân tự sự thiêu mình. Trời ơi, nghe kể là tôi thấy tôi bất mãn ông vua này. Ông vua này vì ham mê tửu sắc để cho người ta... Giống tôi không? Không, tôi không dám nói nha. Nhưng mà nói thật ra là em ca thì rất là hay, rất là giọng rất là khỏe. Giờ, lỡ hay rồi, hát thêm bài nữa đi. Còn còn ca được nữa không? Dạ được chứ anh. Được thì ca. Không? Dạ. Bây giờ em muốn ca bài gì nè? Thí dụ như là có rất nhiều bài hát, anh biết em là thuộc rất rất nhiều bài hát đi, vì anh thường hát chung với em. Thì trong đó là anh thích nhất là một cái trích đoạn là cái gì? Trích đoạn mà gì? Anh Khóa Hồng phải không? Dạ. Khóa Hồng là cái tuần gì ta? Đó là Tình Hận Thâm Cung. Ừ, hồi xưa anh cũng hát cái tuần đó, nhưng bây giờ lâu quá quên rồi. Có không? Có chứ bộ. Trời, anh hát cái gì? Hồi đó anh hát cái giai ông vua. Vậy hả? Dạ. Nhìn thấy giống ông vua không? Giống. Mấy hồi xưa hát ông vua mà nãy giờ em là nguyền rủa ông vua, anh ngại chứ bộ. À, nhưng mà không sao, đó là bài hát, không dạ. Sao. Chứ nếu mà đừng có nguyền rủa anh Long thôi. Ừ, là được rồi. Thì bây giờ thì xin mời tất cả cô chú anh chị cùng lắng nghe. À, một bài hát cũng rất là quen thuộc, một lớp trích đoạn cũng rất là kinh điển. Thì do sự thể hiện của bên đây lộng, nữ nghệ sĩ Lý Bình An. Anh Long ơi, anh ca tiếp em nha. Rồi em ca đi, anh sẽ phụ họa cho em. Hồng ơi, từ buổi anh đi em mơ mắt nhớ thương, sao nay gặp anh em cảm thấy ngại ngùng. Nàng son thôi thôi Hồng ơi, gái đôi nhi có gái đôi a nhi có. Nàng son có biết tan nát tim anh, tình tháng năm xưa trong gió
lễ chào tuôn khóe mắt như gợi bàn tình lang lòng quốc nghệ mối ly tình. Son ơi gặp lại nhau đây là ta dẹp câu thề, hãy đến bên anh cho đôi tim mình thổn thức cho mắt lệ tuôn trào khóc lừa đi. Mừng vừa tôi tiếp nói câu gì cho đẹp cả đi hơn. Sáng ơi mười lăm năm qua đoạn cường cho đôi lứa, sao em không nói hết chuyện buồn vui khi tình chẳng không thăng. Trời cao ông có thấu cho chăng, thôi dính biết hồng mời từ